Rồi chào các bạn. Này trở lại đi thăm lúa cấy các bạn. OM18. Hiện tại thì trên cái trà lúa của mình cũng rất là bóng bẩy các bạn. Và cái tình trạng hiện tại là nó cũng sắp chỗ, các bạn nó lên ngồi ngồi giết này. Đây, nó lên cái này ta kêu đồng thè lè các bạn. Từ ngữ nông dân. Thì nó cũng chuẩn bị lo le chỗ nha các bạn. Và thời điểm hiện tại thì cái lá lúa của mình đó các bạn, nó chuyển sang cái màu màu xanh mà nó ngã hơi vàng vàng chanh nha các bạn, rất đẹp. Màu lúa này, màu lá rất đẹp. Thì hiện tại trên lúa của mình thì vấn đề bệnh các bạn, thì mình cũng đã quản lý một cách tạm ổn các bạn. Thì cái giai đoạn đầu thì những cái lá già đó các bạn, thì cũng có một vài vết châm kim. Châm kim do đau ôn, nhưng mà những ba lá đồng thì rất là xanh, rất bóng. Mà mình trong cái làm lúa thì cái quan trọng là mình bảo vệ ba cái lá đồng. Thầy các thầy các bạn, như thầy Mai Thành Phụng thì thầy dặn mình làm sao mình bón phân, mình phun thuốc, mình giữ được ba cái lá đồng xanh bền, xanh sáng, xanh lâu là ok. Còn thường thì với cái lúa cấy thì đến cái giai đoạn mình cắt các bạn, thì nó còn tới 5 lá,